Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất là thích hợp để đọc trong những ngày giờ giữa ương ương, những ngày mà trời không nắng không mưa, những ngày mà tinh khí mình thất thường á. Mình đọc mình sẽ cảm thấy là cái chuyện giờ giữa ương ương của mình trong cũng nhiều khi nó hài hài, nó không đến nỗi là kiểu tệ hại hoặc là sao đó. Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành tinh của mình đã có sách và tôi thường tập mọi thứ liên quan đến sách. Trong chuyên mục review sách ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cuốn sách Bác chỉ đồng xanh của J.D. Salinger. Mình nghe đồn đây là một cái cuốn sách thuộc thể loại YA rất là nổi tiếng. Và mình chỉ nghe như vậy thôi chứ mình không có xem review hay là mình không có ý định, không có dự định là mình sẽ đọc cái cuốn sách này. Cho đến một ngày mình ở nhà mình thấy trên cái tủ sách của chị mình có cái cuốn sách này ý, thì mình đã mượn và đọc luôn. Đọc xong thì cảm thấy rất là thích nên là mình đã lên mạng xem thử coi dân tình nói gì về cái cuốn sách này, thì mình đã tìm ra được rất là nhiều thông tin hay ho và thú vị liên quan đến cuốn sách. Lúc mà mình đọc cái cuốn sách này thì mình cảm thấy rất là vui vẻ và hài hước, nhưng mà mình không ngờ lại có rất là nhiều người bị ám ảnh khi mà đọc xong cái cuốn sách này. Điển hình là kẻ đã ám sát John Lennon, thủ lĩnh của ban nhạc The Beatles, hay là kẻ đã ám sát bất thành cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Kể từ khi ra mắt thì cuốn sách này cũng đã gặp phải rất là nhiều tranh cãi, nhưng mà mình tạm bỏ qua tất cả những cái drama xoay quanh cái cuốn sách này. Thì ai khen thì khen, ai chê thì chê, nhưng mà bản thân mình vẫn cảm thấy đây là một cuốn sách rất là thú vị và dễ thương. Để dễ hình dung thì mọi người có thể tưởng tượng đây giống như là kiểu một cuốn nhật ký những ngày nổi loạn sau khi bị đuổi học của một thanh niên có tên là Holden Caulfield. Chẳng hiểu sao nhưng mà khi mà mình đọc cái cuốn sách này thì mình cảm thấy cậu Holden rất là chất, có một cái nét gì đó rất là đặc trưng của tuổi mới lớn, kiểu như là dạng bất cần đời á. Lúc mà đọc truyện thì cảm thấy cái cậu Holden này đang chán trường quá thể và cái cách viết cũng rất là mỉa mai, cảm tưởng như là cậu này đang viết nhật ký nên là cái giọng văn của cuốn sách nó thiên về văn nói nhiều hơn là văn viết. Vì vậy nên là mình cảm thấy giống như là mình đang trò chuyện với một cậu Holden thực sự vậy. Cái cảm giác nó mang cho mình nó rất là chân chất và rất là dễ thương. Giống như mình khi mà mình đọc lại nhật ký của mình vào một ngày xa xôi thì mình sẽ thấy dù đó là một cái câu chuyện kiểu lúc đó buồn đến thú ruột, buồn ơi là buồn, buồn không thể nào mà chịu được ý. Thì bây giờ đọc lại mình cảm thấy là buồn cười nhiều hơn và cảm thấy rất là nhớ những cái ngày đó. Cái chuyện đó cũng giống như chuyện mà mình đọc cái cuốn sách này nè. Mình cảm thấy lúc mà nghe cậu Holden này kể chuyện thì mình cảm thấy rất là vui vẻ, rất là cái chuyện đó trông có vẻ là hài chứ thì được á, nhưng mà lúc mà cái cậu Holden này trải qua thực sự những cái chuyện đó thì nó thật là kinh khủng. Mấy ngày hỗn loạn, không được nghỉ ngơi, đi lang thang khắp nơi, đánh nhau, uống rượu, rồi suy ngẫm về quá khứ, hiện tại, về tương lai, về cái tương lai mông lung như một trò đùa, rồi cả chuyện là mình đang làm cái quái như thế này, kiểu như là mình bị điên mất rồi. Cái cuốn sách này nó đề cập đến khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn, cái tuổi mà kiểu dở dở ương ương, người lớn cũng không ra người lớn mà con nít cũng không ra con nít á. Cái điểm hay của nó đó là tác giả đã miêu tả nội tâm của nhân vật rất là sâu sắc và tinh tế. Thông qua những cái suy nghĩ nội tâm của Holden thì tưởng chừng như cậu là một người rất là kỳ lạ, rất là quái gở, nhưng mà ẩn sâu bên trong cái tính cách đó, ẩn sâu bên trong cái sự kỳ lạ và quái gở đó thì lại là một cậu Holden có quan điểm rõ ràng và rất là độc đáo nữa. Nhiều lúc thì mình cảm thấy cậu Holden này rất là trẻ con, rất là con nít, có một cái nét gì đó rất là ngây thơ và trong sáng, nhìn sự vật sự việc rất là đơn giản. Cậu rất là ghét cái sự giả tạo của thế giới, những người xung quanh, thế giới của người lớn. Nhưng mà có lúc thì mình cảm thấy cái cậu này là một người rất là chín chắn, rất là trưởng thành, có khi còn trưởng thành hơn những người lớn nữa. Ở Holden thì mình cảm thấy có một sự lạc quan rất là đáng ngưỡng mộ. Cậu biết là mình đang trải qua một cái giai đoạn xuống dốc tệ hại, nhưng mà không sao cả, mọi chuyện là sẽ ổn thôi. Đây chỉ là một cái giai đoạn hơi oải một chút, nhưng mà ai mà chả có những cái lúc này lúc khác, như thế thì mới gọi là cuộc đời đúng không? Một điểm hay nữa ở cuốn sách theo mình đó là ở cách mà tác giả xây dựng nhân vật. Mình không thể nhớ là có bao nhiêu nhân vật đã xuất hiện trong cái cuốn sách này, kiểu cực kỳ là nhiều nhân vật á, nhưng mà mỗi người đều xuất hiện một cách rất là độc đáo và nổi bật. Tính cách của nhân vật được bộc lộ khi mà họ tương tác với nhau và tương tác với những cái nhân vật khác nữa. Tác giả cũng rất là kỳ công khi mà lựa chọn những cái sự việc để từ đó xây dựng lên nhân vật và khắc họa lên những cái nét tính cách nổi bật của họ, và cũng để nói về những cái thông điệp mà tác giả muốn truyền tải nữa. Cuốn sách thì nói rất là nhiều về chuyện làm bộ làm tịch, nên là mình sẽ gặp rất là nhiều cái câu như là Hi, hello, how are you, I'm fine, thank you, and you, nice to meet you chẳng hạn. Và vì đang nói về cái chuyện xã giao nên ở trong cái cuốn sách xuất hiện rất là nhiều nhân vật là cái chuyện hết sức là đương nhiên. Nếu mà tính theo học thuyết Dumb and Dumber thì sẽ có khoảng 150 người,
một vòng tròn quan hệ gồm 150 người là số người mà chúng ta thực sự biết, thực sự quen, mà không phải chỉ là nghe tên hay là biết mặt một cách đại khái. Trong 150 người đó thì mỗi người lại có một vòng tròn quan hệ riêng nữa, gồm 150 người khác. Tính sơ sơ thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái vòng tròn quan hệ xã giao lên tới hàng nghìn, hàng chục nghìn, một con số rất là lớn. Trong tất cả những người đó thì hầu như không có ai thực sự là quan tâm đến bạn, nên cái chuyện hỏi thăm dăm ba câu hay là cho gửi lời hỏi thăm đến ABCXYZ cũng chỉ là một vài câu xã giao cho lịch sự thôi, và rằng là có khi là chẳng gặp lại nhau nữa. Thế nên là cái chuyện mà mình nói dăm ba câu hay ho để lại một ấn tượng tốt đẹp thì chẳng phải là tốt hơn cái chuyện là mình không nói gì hay sao? Giả vờ thân thiết thì có chết ai đâu, nó lại còn đẹp lòng đôi bên nữa. Đó là cái chuyện mà Holden không thể hiểu nổi, kiểu như là phép lịch sự giả tạo chết tiệt của người lớn, của thế giới, những người xung quanh dù không lớn lắm như là con bạn Sally của nó chẳng hạn. Mình nghĩ đây là một cuốn sách rất là thích hợp để đọc trong những ngày giờ giờ ương ương, những ngày mà trời không nắng không mưa, những ngày mà tinh khí mình thất thường á, mình đọc mình sẽ cảm thấy là cái chuyện giờ giờ ương ương của mình trong cũng nhiều khi nó hài hài, nó không đến nỗi là kiểu tệ hại hoặc là sao đó. Đọc cuốn sách này và những ngày như vậy thì mình cảm thấy bản thân mình thêm yêu đời, thêm lạc quan hơn rất là nhiều. Cho nên là phần review của mình về cuốn Bách Trị Đông Xanh và phần review đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyên mục tiếp theo về sách và tất cả những thông tin liên quan đến sách. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chiếc video này. Bye bye!